Thưa quý vị, KTM 1290 Super Duke R vốn là một mẫu neckbike mạnh mẽ sau khi ra mắt thế hệ thứ hai vào năm 2017. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, hãng xe mô tô đến từ nước Áo lại tiếp tục cải tiến mẫu xe này với phiên bản 2020. Mặc dù vẫn không thay đổi về tên gọi, mẫu xe KTM 1290 Super Duke R 2020 đã được cải thiện đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Những nâng cấp này và cải tiến trên phiên bản mới 2020 khiến chiếc xe trở thành một mẫu xe hoàn toàn mới với sức mạnh đáng kinh ngạc. Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục Hai Bánh hôm nay. Là một mẫu xe cực ngầu đi cùng với sức mạnh siêu khủng, KTM 1290 Super Duke R, một chiếc neckbike vốn không dành cho những ai mới chơi xe mô tô. Chiếc xe này giờ đây lại được khoác lên mình bộ cánh mới, còn hứa hẹn sức mạnh kinh ngạc hơn với phiên bản 2020. Thật vậy, tại triển lãm EICMA 2019, KTM đã chính thức ra mắt phiên bản mới 2020 của 1290 Super Duke R, mà theo KTM, sự lột xác này sẽ đưa mẫu xe với biệt danh quái thú này lên một tầm cao mới. Thay đổi lớn nhất trên KTM 1290 Super Duke R 2020 chính là bộ khung sườn kiểu mới đơn giản hơn nhưng có đường kính to hơn nhiều so với mẫu cũ. KTM cho biết, khung sườn mới này có độ cứng gấp 3 lần so với mẫu xe cũ. Hệ thống treo cũng thông minh hơn, phần khung phụ bằng nhôm và carbon cũng được cải tiến hoàn toàn, giúp xe nhẹ, cứng cáp và di chuyển nhanh hơn. Phần đuôi xe không còn thiết kế dạng khung mắt cáo, thay vào đó là một bộ khung kết nối nhiều chi tiết như khung treo biển số, yên sau và đèn hậu, tạo nên một thiết kế liền mạch gọn gàng hơn. Bộ ống xả kiểu mới đơn giản được khắc laser tên xe ngay trên ống xả. Ngoài ra, bộ vành đúc đa chấu chữ Y đã được thay thế bằng vành đúc 5 chấu cứng cáp và thể thao hơn. Màn hình LCD 5 inch cũng được thiết kế mới, hiện đại và trực quan hơn, có chức năng chống chói, giúp người lái dễ dàng quan sát các thông số, kết nối và thao tác. Đèn pha LED đôi hình dáng bọ ngựa được cải tiến nhằm tăng cường độ sáng, tích hợp đèn LED chạy 3 ngày. Chiều cao yên xe vẫn giữ nguyên ở mức 835mm, song nhờ vào những cải tiến nói trên, trọng lượng khô của xe giảm đến 6kg, xuống còn 189kg, hứa hẹn cho khả năng bứt tốc cực kỳ khủng khiếp. Bình xăng cũng được thiết kế bằng thép mới với dung tích 16 lít. Ngoài ra, gấp sau của 1290 Super Duke R thế hệ mới cũng được kéo dài ra thêm hơn 1cm so với đời trước, nhằm mục tiêu cuối cùng là cải thiện tính ổn định của xe. Tay lái giờ đây được tối ưu hóa với kích thước 760mm có thể điều chỉnh. Người lái có thể điều chỉnh tay lái với 4 vị trí để phù hợp với tư thế ngồi, nhất là để thoải mái khi điều khiển xe ở các góc cua. KTM 1290 Super Duke R 2020 được trang bị khối động cơ 2 xi lanh LC8 V-Twin mạnh mẽ với dung tích 1.301 phân khối, cùng các van và buồng cộng hưởng được làm bằng titan. Cùng với đó là vòi phun nhiên liệu mới và thân van tiết lưu 56mm, góp phần cải thiện hỗn hợp khí, nhiên liệu ở tốc độ cao. Kết hợp với đó là trang bị hộp số PAN 6 cấp, mang lại khả năng sang số hoặc chuyển số nhanh và ổn định hơn. Với loạt trang bị tân tiến này, 1290 Super Duke R 2020 có khả năng vận hành cực kỳ mạnh mẽ, với công suất tối đa đạt 177 mã lực tại vòng tua 9.500 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 8.000 vòng 1 phút, vòng tua cực đại 9.750 vòng 1 phút, cao hơn 500 vòng 1 phút so với mẫu cũ. Đường kính xi lanh và hành trình piston là 108 và 71mm. Xe được khởi động bằng điện và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 với hai màu sắc đen và cam. Giá bán là 18.699 đô la Mỹ. Cũng giống như các mẫu xe mô tô khác, KTM cũng trang bị thêm các trang bị phụ kiện cho khách hàng. Đặc biệt, khách hàng muốn tăng âm thanh phấn khích với ống xả Agrabovic phải trả thêm 1.280 đô la.